xe gừng nha các bác nhá. Cái trường này giới thiệu xe gừng nha. 1m62 nha, giá phản và con giá là vâng, đồ gỗ Tục Tám xin kính chào các bác, các chú và các anh, các chị nhá. Vâng, hiện tại là 8 giờ sáng của ngày 16 tháng 11 năm 2021. Buổi sáng hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác là hai cái mẫu giường. Trước tiên là bên đây là ngoài này là hai cái mẫu giường chữ X nhá. Em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá cho các bác xem hai cái mẫu giường này. Vâng, thì trước tiên là hai cái giường bên ngoài này đây. Và bên trong kia hai chiếc đấy. Bên trong kia hai chiếc nữa kìa. Vâng, thì kích thước là đều 1m6 tất. Vâng, thì các bác cứ tham khảo để em giới thiệu qua các bác kích thước nhá. Và hai chiếc giường đầu tiên là giường chữ X này, và thì là của một anh khách hàng đến từ Thanh Thủy, đó là anh Công, và của anh là một chiếc tủ ba cánh nhá, thì chúng tôi đang xếp trên xe rồi. Và đây là hai chiếc giường chữ X có kích thước là 1m62, và của anh Công đến từ Thanh Thủy. Và thì hai chiếc bên trong này cái mẫu giường chữ Hỷ, đó là bác Minh Khai đến từ xã Xuyên Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Hai chiếc bên trong kích thước đều 1m6, chất liệu gỗ xoan ta các bác nhé. Và các anh chị nào có nhu cầu sắm cho mình một chiếc giường mới, xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và cơ sở em là chuyên sản xuất các cái loại giường, tủ rồi bàn ghế, nói chung là đồ gỗ tự nhiên. Này, hai chiếc giường rất chi là đẹp. Vâng, đây chiếc giường chữ X đây các bác này, đồ gỗ xe gừng nha các bác nhé. Chiếc giường này chất liệu xe gừng nha. 1m62 nhá, giá phản và có giá là 7 triệu các bác nhá. Rất chi là hợp lý, 7 triệu này với một chiếc giường chữ Hỷ. Giá phản 1m62 rất chi là đẹp, đồ gỗ tự nhiên. Và còn chiếc giường bên trong này là bằng gỗ xoan, mẫu chữ Hỷ. Chiếc giường bên trong là chất liệu gỗ xoan. Có giá là 5 triệu đồng các bác này. Với giá mức giá rất là phù hợp, giá phản, nhãn nằm luôn được, không cần chiếu gì cả. Rất là đẹp. Đó, thì buổi sáng ngày nay em sẽ giới thiệu các bác là hai cái mẫu giường như thế. Còn thì hiện tại đang 8 giờ sáng, em đang chuẩn bị xe để bốc xếp hàng lên cho bác đây. Xe đây. Rồi thôi, tháo lên thôi. Còn thì em xin cảm ơn mọi người nhá.